Chúa, ai sẽ được cư ngụ trong nhà của Chúa? Trên môi chẳng hề bịa lời dối gian, đời sống giữ thật sạch tinh, lòng chi nghĩ về nẻo chính, và lưỡi trắng bịa đặt lời vu không cho ai ê chề thẹn thân nhục nhã, phường ác đức coi thường những yêu chuộng người sợ tôn Chúa luôn, chẳng áp bức làm nhục ai, trọng kính những người sợ Chúa, lòng luôn luôn coi thường bè lũ bất nhân. Mãi giữ trọn đời nguyện không bội ước, chẳng cho vay thù lời tham lam hại người hiền lương thắng ngay. Người nhớ mãi những điều đó, lòng quyết giữ lề luật Chúa, thì mãi mãi muôn đời hoài luôn vững kia. Chúa